Singapore đánh bại Myanmar sau cuộc trượt đuổi tỷ số có tên. Đội tuyển Singapore có thắng lợi 3-2 trước Myanmar ở lượt đấu thứ hai bảng BAFF Cup 2022. Chiều ngày 24 tháng 12, Singapore và Myanmar có cuộc đọ sức tại bảng BAFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, đội bóng đạo quốc sư tử đã tràn lên tấn công sau tiếng còi kết cuộc. Tuy nhiên, Myanmar cũng không chịu lép vế, nhanh chóng giành lại thế trận cùng Singapore chơi đôi công. Phút 34, từ một pha phản công, Cao Mang kiến tạo cho Măng Lê Quyên Lao lên loại bỏ hậu vệ chủ nhà trước khi cứa lồng vào góc xa mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua khiến Singapore chơi chệch choạc, và nếu Măng Lê Quyên hay Cao Mang chính xác hơn, đội khách đã có thể đới trọng cách biệt. Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với kết quả 1-0 thì đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Fendi đã lập công đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sau giờ nghỉ, thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội thể hiện. Phút 48, Sahirin cứa lồng từ ngoài vòng cấm giúp Singapore vượt lên. Myanmar đương nhiên không muốn thua nên đã dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 66, lại là Măng Lê Quyên lập công giúp Myanmar quân bình tỷ số, nhưng chưa đầy 10 phút sau, Singapore lại dẫn bàn. Thủ thành Nissam phát bóng mạnh lên cho Sakweel Anu bứt phá tốc độ rồi dứt điểm bằng chân trái cực căng tung lưới Myanmar. Khó khăn càng chồng chất với Myanmar khi Nandakia nhận thẻ đỏ sau pha đánh ngụy đối thủ. Dù chơi thiếu người, Myanmar vẫn nỗ lực trong những phút cuối nhưng không thể ghi thêm bàn và đành chấp nhận kết quả thua 2-3. Trận thua này khiến Myanmar gần như đã bị loại khỏi AFF Cup 2022, trong khi Singapore có khởi đầu thuận lợi ở giải đấu năm nay. Kết quả Singapore vs Myanmar 3-2, ghi bàn Fendi 45, Sahirin 48, Sakweel Anu 74, Măng Lê Quyên 30, 66. Đội hình ra sân: Singapore, Nizam, Van Huysen, Hamza, No, Koma, Sahirin, Haris Harun, Suleiman, Ilan Fendi, Ramli, Anu, Myanmar, Milat Nandakia, Thetum, Piu Huynh, Minh Thu, Minh Âu Âu, Mue Ung, Măng Lê Quyên, Cao Mang, Thetsue, Hin Thetum. Tựa vào bán kết dần khép lại với Myanmar. Sân nhà thua, sân khách cũng trắng tay, hai trận ra quân đầu Myanmar toàn thua và hầu như cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2022 đã khép chặt. Chiến lược gia Anthony Hay, người Đức của Myanmar, nêu mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ra quân sân nhà Myanmar thua Malaysia 0-1 và đến Singapore làm khách thua 2-3. Một trận đấu hấp dẫn, nhịp độ cao, song hàng phòng ngự hai đội hở sườn rất nhiều, những pha phản công của hai đội đều có cơ hội mang lại bàn thắng. Một trận đấu mà hai đội rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Singapore vắng nhiều cầu thủ chủ lực như trung vệ Irfan Fendi, tiền vệ trung tâm Song Uisang, tiền đạo Ihsan, tiền vệ cánh Adam Swandido chấn thương nên đội hình rất sập sệch. Phút 35, bất ngờ Myanmar vượt lên dẫn 1-0 do công Măng Măng Lê Quyên từ pha kiến tạo của Ung Tao Man. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại thì Ilan có pha bật cao đánh đầu cận thành San bằng 1-1 cho Singapore. Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục cởi mở và ngay phút 49 thì Sahirin lại giúp Singapore vượt lên dẫn 2-1 từ một pha cứa lòng ngoài vùng cấm cực đẹp. Thủ môn Maimia lát chung người về tới bóng nhưng đã không thể đẩy ra ngoài đánh chấp nhận vào lưới nhặt bóng. Phút 66 thì Myanmar lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ sai lầm của trung vệ Stewart của Singapore. Stewart phá bóng hụt và lại đội trưởng Myanmar Măng Măng Lê Quyên San bằng cách biệt 2-2 cho Myanmar. Không còn gì để mất, huấn luyện viên Anthony Hay đã nhìn thấy phòng ngự Singapore sập sệch và bọc lót kém. Myanmar tiếp tục chơi tấn công để tìm chiến thắng nhằm duy trì cơ hội. Tuy nhiên, từ một pha phản công nhanh, Sawan Anua bứt phá tốc độ trước sự đeo bám của hai trung vệ Myanmar dâng cao rồi chạy về. Anua đã nhanh hơn và anh đã thực hiện cú đá lượt này cực kỳ chuẩn xác để đưa Singapore vượt lên dẫn 3-2 ở phút 75. Bị dẫn bàn, đá vậy phút 81, Myanmar lại phải mất người do Nenkia phạm lỗi đối phương và hành vi tranh cãi với trọng tài dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Thời gian còn lại của trận đấu, Myanmar không thể san bằng tỷ số, còn Singapore cũng không thể tận dụng được cơ hội hơn người trong hơn 10 phút còn lại để có thêm bàn thắng. Singapore ra quân trận đầu và có chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, Myanmar ra quân hai trận và toàn thua. Cơ hội đi tiếp ở AFF Cup của Myanmar hầu như rất thấp vì phía trước thầy trò Anthony hay còn phải sang Việt Nam làm khách. Myanmar trôn chảy chờ Việt Nam loại. Chủ nhà Singapore đã ngược dòng đánh bại Myanmar với tỷ cách số 3-2. Sau thất bại 0-1 đầy đáng tiếc trước Malaysia, Myanmar phải làm khách trước Singapore. Đây là trận đấu sống còn với Myanmar, bởi thất bại coi như đóng lại cơ hội đi tiếp của họ ở AFF Cup 2022. Ngay phút thứ 6, Fendi đã có cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà. Fendi thực hiện pha tận bóng nhưng không chính xác. Đó cũng là pha bóng đáng xem nhất trong khoảng thời gian 30 phút đầu tiên của trận đấu. Cả Singapore và Myanmar đều không có các pha tấn công nào đáng chú ý. Phần lớn thời gian bóng chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân. Trong một thế trận không có gì đặc biệt, Măng Măng Lê Quyên bất ngờ có pha xử lý đẳng cấp đánh bại thủ môn Singapore ở phút 34. Bàn thắng mở tỷ số của Măng Măng Lê Quyên tạo ra hưng phấn cho Myanmar. Đội khách có liên tiếp hai cơ hội ghi bàn nhưng không thể nâng tỷ số lên 2-0. Sự phung phí cơ hội đã khiến cho Myanmar trả giá đắt. Fendi có pha dứt điểm tung lưới đội khách ở phút bù giờ thứ nhất. Người có đường kiến tạo là Giang Quy Sinh. Tỷ số 1-1 là kết quả đáng tiếc cho Myanmar.
bởi họ ném đi hai cơ hội 10-10 trước khi bị đội chủ nhà gỡ quà. Mọi thứ càng thêm khó khăn cho Myanmar trong hiệp 2. Sasahirin nhanh chóng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Anh có pha đặt lòng tung lưới thủ môn Mio Milat ở phút 49. Tư thế dẫn bàn, Myanmar bị đối thủ dẫn ngược nên buộc chơi tất tay để tìm bàn gỡ. Măng măng Le Quyên tiếp tục sắm vai người hùng với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 65. Nhưng Singapore cho thấy quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà với bàn thắng của Anua ở phút 74. Trong thời gian cuối trận, Nandakia của Myanmar nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là dấu chấm hết cho cơ hội có điểm của Myanmar. Chung cuộc, Singapore thắng Myanmar 3-2 trên sân nhà. Trận thua trước Singapore được coi là dấu chấm hết cho Myanmar. Trước đó họ đã thua Malaysia. Myanmar còn gặp Lào và Việt Nam. Trận đấu trên sân Mỹ Đình được dự đoán là ngày chia tay dành cho Myanmar, bởi tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh nhất ở bảng AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Myanmar chỉ trích việc sử dụng sân nhân tạo cho AFF Cup. Huấn luyện viên Anthony Hay của Myanmar cho rằng các giải bóng đá lớn không nên tổ chức trên sân nhân tạo vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho các cầu thủ. Đội tuyển Myanmar chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Singapore trên sân Jalan Besar vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12. Ông Hay bắt đầu cuộc họp báo trước trận đấu bằng cách gửi lời chúc sức khỏe tới Ihsan Fendi và Adam Squandi của Singapore. Một đội này đã bị loại khỏi giải đấu sau khi dính chấn thương đầu gối trên mặt sân nhân tạo của Jalan Besar trong trận giao hữu thắng Maldives 3-1 vào thứ 7 tuần trước. Sau đó, ông đặt vấn đề với mặt sân khi nói: "Chấn thương của Ihsan và Adam là một phần của bóng đá và đây là lý do tại sao tôi không phải là người hâm mộ sân cỏ nhân tạo. Đối với bóng đá trẻ, có thể đó là một ý tưởng hay, nhưng đối với các trận đấu quốc tế cấp cao rất căng thẳng, tôi nghi ngờ đây là một giải pháp cho tương lai." Hay, người từng huấn luyện một số đội tuyển quốc gia châu Phi, bao gồm Gambia, Liberia và Kenya, cũng chỉ ra rằng việc thi đấu cường độ cao trên mặt sân nhân tạo có thể gây nguy hiểm cho các cầu thủ và đề xuất trong tương lai nên tổ chức các trận đấu trên sân cỏ tự nhiên. Sân cỏ nhân tạo là một vấn đề trong 15 năm qua, huấn luyện viên người Đức 52 tuổi cho biết. Điều đó là một ý tưởng hay, tại sao các giải đấu quốc tế như World Cup, ASEAN Cup hay Champions League không được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo? Nếu những cầu thủ giỏi nhất và những đội bóng tốt nhất không chơi trên mặt cỏ nhân tạo, lý do gì để chúng tôi chơi trên mặt sân này? Trong bóng đá quốc tế cấp cao, với tất cả sự năng động và tốc độ liên quan, điều đó rất nguy hiểm đối với các cầu thủ. Mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có nguy cơ chấn thương cao hơn so với thi đấu trên sân cỏ tự nhiên, nhưng các cầu thủ bóng đá ở đây thường cho biết tình trạng mệt mỏi gia tăng sau khi tập luyện hoặc thi đấu trên mặt sân nhựa. Trong những năm gần đây, những cầu thủ bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi thi đấu hoặc tập luyện trên sân nhân tạo, bao gồm đội trưởng Jacob Mahler của Giang Lyon và tiền đạo Sahin Suhaimi của Hougang United. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Takakuki Nishigaya của đội tuyển Singapore cho biết: "Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì bây giờ. Chúng tôi phải tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm và sau đó, khi vào bán kết, chúng tôi có thể sử dụng sân vận động quốc gia." Nhấn mạnh về việc liệu việc sử dụng mặt sân nhân tạo có tốt cho tương lai của bóng đá Singapore hay không, huấn luyện viên người Nhật Bản, 49 tuổi, cho biết: "Để phát triển bóng đá Singapore, chúng tôi nên chơi trên mặt cỏ tự nhiên nhưng chúng tôi phải hợp tác với mọi người về vấn đề này. Chính phủ, các câu lạc bộ bóng đá ở đây phải hợp tác với nhau thì mới giải quyết được tình trạng này." Đây không phải lần đầu tiên một huấn luyện viên đặt vấn đề về việc sử dụng Jalan Besar cho một giải đấu AFF. Năm 2014, huấn luyện viên Malaysia Abdullah Saleh nói rằng một mặt sân tốt là điều quan trọng đối với một giải đấu danh giá. Singapore mất tiền đạo chủ lực nhưng vẫn tin sẽ thắng Myanmar. Trong khi đầu bảng B Việt Nam được nghỉ lượt trận thứ hai vào chiều 24/12 thì bốn đội còn lại sẽ thi đấu với hai trận Singapore, Myanmar 17 giờ và Malaysia, Lào 19:30. Singapore lợi thế nghỉ lượt đầu và được quan sát đối thủ thi đấu nhưng lại thiếu vắng tiền đạo chủ lực Ihsan Fendi không đăng ký tham dự giải do chấn thương. Thay vào đó, huấn luyện viên người Nhật Bản Takakuki Nishigaya dùng cậu em Ihsan Fendi. Ihsan Fendi được ví như nho chưa chín cả về kinh nghiệm lẫn khả năng phối hợp với đồng đội. Ngay cả việc tận dụng cơ hội cũng không cao nhưng đó là giải pháp tình thế tốt nhất của Singapore. Có thể nói đội tuyển Singapore vắng trung phong Ihsan chẳng khác nào sư tử xung trận mà thiếu mất một nanh vuốt vậy. Ihsan giàu kinh nghiệm do những năm tháng đi đá ở châu Âu và hiện là tay săn bàn chủ lực của câu lạc bộ Pathum U tại Thái Lịch. Tuyến giữa của Singapore tương đối tốt với sự hiện diện của cầu thủ Song Ui Giang, gốc Hàn Quốc, Farhan Zulkifli, Saden Sulaiman. Hàng phòng ngự có sự chỉ huy của cậu anh cả nhà Fanfi Ahmad là Irfan Fendi cùng với lão tướng Haris Harun, Narun Nazari, Xavier Hamza. Về phía Myanmar, rõ ràng là trận đầu tiếp Malaysia thua 0-1, Myanmar chơi rất nhạt, thiếu ăn ý, thậm chí là đá hỏng quả phạt đền. Điều này một phần do những biến động xã hội ảnh hưởng đến cả nền bóng đá Myanmar. Huấn luyện viên Anthony hay cho biết Myanmar không còn đường sau khi trắng tay trên sân nhà trong loạt trận khai mạc. Nếu thua Singapore thì không chỉ Myanmar hết cơ hội mà chiếc ghế của huấn luyện viên Anthony cũng bị đe dọa.
Singapore mạnh hơn nhiều so với Myanmar. Họ chuẩn bị chu đáo bằng chuyến tập huấn tại Nhật Bản và có trận giao hữu cuối vào chiều 17/12, thắng Maldives 3-1. Lần gần đây nhất vào tháng 7 vừa qua, ở vòng loại ASEAN Cup 2023 thì Singapore đánh bại Myanmar 6-2 tại Kyrgyzstan. Dự đoán, Singapore thắng một bàn cách biệt. Trận còn lại trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia tiếp Lào, đội vừa thua Việt Nam 0-6 ở trận ra quân. Lào đã từng khiến Malaysia ôm hận hồi SEA Games 1997 khi đánh bại Malaysia. Qua đó gián tiếp đẩy Việt Nam vào bán kết nhưng lần này thì không có cửa lấy điểm ở Bukit Jalil dù chỉ một điểm. Dự đoán, Malaysia thắng 3-1.